Tiếp tục chương trình với những tin tức quốc tế đáng chú ý khác. Các truyền hình trung ương Trung Quốc đưa tin, vào sáng ngày hôm nay 17 tháng 8, thêm một trận động đất mạnh 5 độ Richter đã xảy ra tại huyện Vĩnh Thiện, thành phố Chiêu Thông, tỉnh Vân Nam thuộc Tây Nam Trung Quốc, khu vực vừa hứng chịu trận động đất mạnh 6,5 độ Richter vào ngày 3 tháng 8. Trận động đất xảy ra lúc 6 giờ 7 phút sáng nay theo giờ địa phương với tâm trấn có độ sâu 7 km, cách trung tâm huyện Vĩnh Thiện 21 km. Theo cục địa chấn tỉnh Vân Nam, động đất cũng được cảm nhận ở các huyện lân cận trong thành phố Triều Thông. Giới chức địa phương cho biết trận động đất này đã khiến 19 người bị thương. Tính đến 8 giờ sáng cùng ngày, 22 dư chấn đã được ghi nhận với một số ngôi nhà bị sập, song thông tin liên lạc không bị ảnh hưởng. Ngay sau khi xảy ra trận động đất, cục địa chấn tỉnh Vân Nam đã đưa ra mức báo động cấp 3, đồng thời triển khai các đội kỹ thuật đến hiện trường để nắm tình hình liên quan.